Ok nhá, hello các bác nhá. Đấy thì trong cái buổi ngày hôm nay thì cũng là cái ngày cuối năm của năm âm lịch năm 2023 rồi. Thì cho cửa hàng Hai Audio thì lời đầu tiên lên cái video này gửi đến lời trân trọng là cảm ơn tất cả các bác, cũng cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi kênh của Hai Audio và cũng ủng hộ rất là nhiều. Đấy, và thì trong buổi ngày hôm nay thì cửa hàng bên em cũng có đi lắp đặt xong tất cả mọi thứ để cho tất cả các bác cũng như là bảo hành cho tất cả anh em, và một số anh em thì chưa bảo hành được bởi vì thợ nó nghỉ sớm. Thì các bác có thể thông cảm với em là nhắn tin rồi. Ok cho anh em. Thì ở đây thì em có setup một cái bộ dàn karaoke. Đó, để chắc là em sẽ mang về nhà em chơi Tết các bác nhá. Đấy, một cái combo đồng bộ của BSS Audio. Đó, hai quả sub 40 của BSS các bác này. Đó, ở đây thì em sẽ chơi một con đẩy HQ 2.25 nhá. Đấy, con này thì 2500W một kênh 8 ohm này. Đó, rất là khủng khiếp luôn. Techno, hàng của Mỹ anh em nhá. À, và tiếp theo là một con đẩy 2 kênh 4.800, con này đâu đó là rơi vào tầm độ khoảng 1.600 đến 1.800 một kênh. Ok cho anh em. Đó, và ở đây là một con quản lý nguồn của JD này. Đó, ok cho anh em. Một cái chị ạ, một cái dòng vang số V5 của JD và một bộ mic còn sót lại của DB Acoustic M800D. Ok cho anh em. Thì bây giờ thì đây các bác có thể là em bật cho anh em nghe thử cái. Đấy, thứ nhất là cho anh em chiêm ngưỡng cái chất lượng âm thanh của cái bộ dàn này. Đây. Nó đánh nó rung mà nó cạch cạch cái sau cái anh em kìa. Nó rung cả cái đường này luôn. Dùng cả cái tấm này của cửa hàng bên em Hai Audio luôn. Đó, ok cho các bác. Thì cái con này thì đây, một trong những cái combo mà em Hai rất là thích. Đó, ok anh em. Làm cả năm là chỉ lời được mỗi đôi loa với cái sắt này thôi. Ok cho anh em nhá. Đấy, và cái bộ dàn này thì chúng ta chơi nó sẽ rất là mạnh mẽ này. Đấy, rất là chất các bác nhá. Đấy, ghép vào đây thì em sẽ ghép vào con đẩy đây, các bác có thể là nghe qua này. Và em Hai thì cũng để cho anh em nhà mình tham khảo để ghép dàn luôn này. Ok chưa? Tham khảo để ghép dàn là đây này. Đấy, công suất ít nhất là nếu như nguồn xung đánh là nguồn xung phải là công suất lớn thì đánh con sắp nó mới lực được anh em nhá. Đấy, một con đẩy nguồn xung nữa để chúng ta chơi một đô la full này. Đó, ok chưa? Và tiếp theo cho tất cả các bác nữa là ở đây thì sẽ là một con quản lý nguồn này. Đó, và một con vang, một con mic thôi. Rất là ok. Đây em chưa có setup hát đâu. Đấy, em đang để ở đây em sắp ra để em thứ nhất là làm cái video để cảm ơn tất cả các bác. Đấy, gửi đến lời chào cuối năm cho tất cả mọi người. Và chúc tất cả các bác là theo dõi kênh của Hai Audio để có nhiều cái niềm vui. Và sang năm thì em cũng sẽ có rất nhiều những cái phương án, rất nhiều những cái có nghĩa là có những cái tính toán để cho tất cả các bác sẽ là tiếp tục có những cái món hàng rất là tốt ở bên cửa hàng bên Hai Audio các bác nhé. Còn ở đây thì anh em mình bán hàng, thì trong một cái năm vừa qua thì thực tế với các bác rằng là bán hàng mà thì nó cũng không thể là vừa lòng được tất cả các bác. Thì có những lúc thì nói chung với tất cả các bác rằng là có những cái nó cũng không phải lòng và có những cái thì nó phải lòng. Thôi thì có những cái gì thì anh em mình năm mới năm cũ mình bỏ qua. Ok cho anh em. Và chúc toàn thể tất cả các bác là khách hàng của Hai Audio, là những người mà xem được cái video này của Hai Audio, chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng. Và chúc tất cả các bác đấy, bỏ qua một năm cũ và sang một năm mới nhiều sức khỏe và thành công hơn nữa các bác nhá. Ok, và cảm ơn tất cả các bác. Xin kính chào các bác, hẹn gặp lại các bác vào năm 2024 âm lịch nha. Ok, bye bye.